Hương Mai xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đã đến với Chị Đẹp Vào Bếp của Hương Mai và Thermomix. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một món bánh liên quan đến hương vị của tình yêu, món bánh tiramisu. Mọi người biết không, tiramisu là một món mới đối với Hương Mai. Trước đây thì mình thường hay tra công thức trên mạng và xem những video hướng dẫn, rồi từ đó rút ra một công thức mà mình có thể thực hiện được. Tuy nhiên là hiện nay thì Mai sử dụng Thermomix với công nghệ cao và không cần suy nghĩ về những điều mình phải chọn lọc nữa. Mai đã có sẵn công thức và định lượng cần để làm bánh mà không tốn quá 3 giây mọi người ạ. Nguyên liệu, khối lượng và cách làm đều có sẵn ở đây rồi nè. Giờ sẽ là thao tác đánh bông kem được thực hiện rất đơn giản trên Thermomix. Chỉ cần lắp phới đánh bông rồi cho nguyên liệu gồm kem tươi, kem phô mai, đường xay. Và mọi người yên tâm đi, nếu mọi người không có đường xay thì mọi người hãy chuẩn bị đường xay trước trên Thermomix bằng cách xay đường ở 20 giây tốc độ 10 nha. Và rượu vào bình trộn. Đánh bông 50 giây đến 1 phút tốc độ 3.5. Mọi người hãy nhớ chú ý mở nắp và cốc đong quan sát đến khi hỗn hợp bông cứng. Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong phần đánh bông kem một cách cực kỳ dễ dàng. Mọi người hãy cất kem vào trong tủ lạnh để cho kem khỏi bị chảy. Sau đó sử dụng bánh quy Lady Fingers bẻ làm 4, nhúng 2 miếng bánh qua hỗn hợp cà phê đã để nguội và cho vào ly nhựa. Rồi sử dụng túi bắt kem, cắt đầu túi và bơm một lượng kem vừa đủ lên bề mặt bánh. Tiếp tục hoàn thiện với 2 miếng bánh còn lại và hỗn hợp kem bơm lên bánh. Cuối cùng là mình có thể rắc một chút bột cacao trang trí, hoặc là chúng ta có thể trang trí bằng hoa quả như dâu tây, việt quất để món bánh được hấp dẫn hơn. Hương Mai chúc mọi người sẽ đắm chìm trong hương vị ngọt ngào, béo ngậy và đầy quyến rũ của tiramisu, món tráng miệng ý chứ danh với sự hòa quyện hoàn hảo giữa cà phê đắng nhẹ, phô mai mascarpone mềm mịn và rượu rum nồng nàn.